Chào bác, đã quay trở lại với kênh Kia Xe Đạp, kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác mẫu xe Chovis Martinez, một mẫu xe mà mang full cấu hình DOG mà có mức giá rất là hợp lý, chỉ có 7 triệu 3. Các bác đã được trang bị một cặp vành 27 inch, một bộ chuyển động của Shimano DOG rất là cao cấp rồi. 7 triệu 3 giá rất hợp lý, khung nhôm. Bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe để cho các bác xem. Toàn bộ phần khung của chiếc xe là nhôm sơn nguyên bản. Tổng thể chiếc xe còn rất là đẹp, chỉ có do là xe bãi mà đã qua sử dụng nên là nó xuất hiện một vài vết xước nhỏ không thể là tránh khỏi. Trang bị bộ đề sau Shimano DOG, gạt đĩa trước cũng là Shimano DOG. Trên tay lái cũng được trang bị một bộ tay bấm của Shimano DOG có khóa hành trình giảm sóc. Đấy, phanh là phanh đĩa dầu. Bây giờ em sẽ vào to size của chiếc xe và test chuyển động cho bác xem. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size của chiếc xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 39 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 54 cm. Thì chiếc xe sẽ phù hợp với các bác từ khoảng 1m57, 58 đến khoảng 1m70 thì phù hợp. Trang bị DG 10 tầng lít, 3 tầng đĩa. Chuyển động của chiếc xe thì rất là mượt mà. Đây, thưa các bác, là một chiếc xe mang full cấu hình DOG, được trang bị cặp bánh 26 inch khung nhôm, tất cả là đồ nguyên bản chính hãng. Đấy, đang có mức giá bên em là 7 triệu 300, báo ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả là ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.